Làng Hòa Mục. Dọc bờ sông Tô Lịch có rất nhiều ngôi làng cổ, công trình văn hóa gắn liền với lịch sử lâu đời của kinh thành Thăng Long xưa. Hòa Mục là một làng cổ như thế. Trải qua thời gian, chiến tranh, những biến động của thời cuộc, ngôi làng cổ này vẫn yên bình, nguyên vẹn như thuở sơ khai. Làng Hòa Mục hiện nay còn giữ gìn khá đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa cổ xưa nhất mà cơn sóng hiện đại hóa của đô thị không phủ mờ được. Đặc biệt, cứ 5 năm một lần, đại lễ lớn của làng lại được tổ chức nhằm tưởng nhớ tới ba vị thành hoàng làng là những vị tướng từ đời Mai Thúc Loan và Phùng Hưng. Cho đến nay, lễ hội làng Hòa Mục vẫn giữ được những nét đặc trưng nguyên vẹn nhất của lễ hội cổ truyền vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng lý do lễ hội này tồn tại qua nhiều thế kỷ thì không hẳn ai cũng biết. Ông Lai Đức Thụ, một người dân gốc của làng, trong suốt nhiều năm qua, ông đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về lịch sử của làng mình. Sau khi hoàn thành công tác tại khoa lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông trở về tham gia vào ban quản lý di tích làng Hòa Mục. Hòa Mục là một làng nhỏ nhưng mà có tới 7 cái di tích văn hóa tâm linh, đình, đền, miếu, chùa. Không một cái làng quê nào của đồng bào Bắc Bộ lại có một cái mật độ gọi là đậm đặc các cái di tích gắn liền với đời sống tâm linh văn hóa của cư dân Hòa Mục. Theo thần tích lưu truyền dân gian, làng Hòa Mục được hình thành từ thời Hùng Vương. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì vào khoảng từ 2879 trước công nguyên đến 258 trước công nguyên. Vào năm 40 sau công nguyên, làng từng là nơi diễn ra các trận đánh giữa quân của Hai Bà Trưng với quân Mã Viện, nhà Hán. Hiện nay, làng Hòa Mục còn 6 di tích các loại như đình, đền, chùa, miếu, giếng cổ, cổng làng. Trong đó có di tích đã được nhà nước xếp hạng quốc gia như đình ngoài, đình trong và đền thờ Dục Anh. Thành hoàng làng của Hòa Mục đây đều là những vị được tôn làm thánh á, là có công giúp nước. Thờ ba tam vị đại vương là chị em sinh ba, gọi bố cái đại vương của Hưng là cậu ruột. Các vị này đều đã ít nhiều giúp dập cho Phùng Hưng hoặc những cuộc khởi nghĩa khác chống quân xâm lược nhà Đường từ thế kỷ thứ 7. Phần nghi thức quan trọng không thể thiếu trong bất cứ lễ hội truyền thống nào được thực hiện một cách trang trọng tại đình Hòa Mục. Đây là một phần chính của lễ hội, bao gồm dâng nến và dâng hương. Theo quan niệm của người Việt, thắp nến và hương là một biểu hiện mong muốn được tiếp xúc với thần linh. Mong các ngài trở về bên dân làng những ngày này để con cháu tạ ơn. Việc lựa chọn người dâng hương trong lễ tế được tiến hành rất cẩn trọng và không phải ai cũng được phép vào đình khi nghi thức này đang diễn ra. Những người chủ lễ phải là các bậc cao niên, đức cao, vọng trọng trong làng. Đây cũng là vinh dự cho người được lựa chọn để tiến hành nghi thức đặc biệt này trong các nghi lễ của hội làng. Cái phần tế lễ đó, tức là thỏa mãn một cái ước nguyện tâm linh của cư dân đối với lệ thành hoàng làng, cái người đã bảo trợ cho dân làng làm ăn yên ổn, ngày càng được thịnh đạt. Dù bận đến đâu, những ngày này, người dân làng Hòa Mục cũng trở về để quây quần ở đình làng. Đây là dịp để họ nhắc nhở con cháu của họ cùng nhau giữ gìn đạo lý và truyền thống của làng Hòa Mục. Trên tất cả, với sự thành tâm, họ tin rằng các vị thành hoàng làng sẽ ban cho gia đình và con cháu của họ một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Một năm một lần đến ngày kỵ thánh là bản thân gia đình chúng tôi là rất là sung sướng, là nhất tâm là con cháu là chuẩn bị là lễ
là mua sắm lễ các thứ, thanh bông hoa quả, rồi là các lễ xôi gạo rất là đầy đủ để ra để dâng thánh hoàng làng, và cũng để nhắc nhở cho con cháu mình là nhớ đến công ơn đánh giặc giữ nước của các ngài. Sau nghi thức tế lễ thì các trò vui xuân truyền thống của cư dân lại đông vui tấp nập hơn bao giờ hết. Bắt vịt, trọi gà, đánh cờ người trên sân và ao đình. Những lễ hội tức là để cho lòng người gần nhau hơn. Những người con xa quê thì trở về quê dự hội. Những người dân già trẻ hoặc là những người dân mới nhập cư là về cùng hòa đồng với lại một cái cộng đồng dân cư mới, cùng chung một cái đức thánh hộ bảo hộ cho cái dân làng có cuộc sống nó bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, hiện nay đời sống có nhiều đổi thay nên việc tổ chức lễ hội diễn ra không được hoàn toàn như xưa. Thế nhưng tâm thức hướng về cội nguồn của các cư dân làng Hòa Mục vẫn không hề mất đi. Sau phần hội, người dân trở về chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất được diễn ra vào hôm sau, lễ rước kiệu thành hoàng làng. Việc chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã được luyện tập cả tháng nay. Một lễ hội đầy màu sắc náo nhiệt này là sự chung tay giữa làng Hòa Mục và các làng kết trạ, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các làng trong dịp đại lễ này. Lễ rước theo truyền thống thường xuất phát từ đình trong, đi theo đường chính của làng ra đền Dục Anh làm lễ, rồi lại rước quay về đình làm lễ. Đi đầu thường là 10 lá cờ thần, một tấm biển hiệu dẫn đường. Theo sau là trống cái, chiêng đại. Người đánh trống mặc võ phục, mỗi khi đánh trống tay vung dùi theo một thế võ, rồi đánh từng hồi nhịp nhàng để cầm trịch cho đám rước. Theo sau trống là đội nhạc bát âm khoan nhặt chơi bài lưu thủy hoặc ngũ phúc. Ông cầm cờ thêu đại tự, tam vị đại vương, nghiêm trang dẫn trước hai hàng người vác chấp kích bát biểu, đều mặc áo thụng xanh, hia đen, hòa lẫn với áo hồng, quần trắng của các ông các bà trong đội tế nam và đội dâng hương nữ. Mọi người đều dồn tâm trí vào việc vác những đồ tế khí dẫn đường cho các cỗ kiệu hành tiến. Ra đến bờ sông Tô Lịch, tới đền Dục Anh, ba cỗ kiệu dừng lại. Lúc này người đi đường qua đền cũng dừng lại xem, tạo thành một cảm giác đông đúc. Đặc sắc nhất phải kể đến tiết mục kiệu bay với lối múa tạt ngang, tạt dọc, thoắt tới, thoắt lui, chạy ào ào như bão tố, quay vòng như cơn lốc, hết sức thú vị. Giữa kiệu lúc khó nhất là lúc bắt đầu là kiệu bắt đầu xô và quay, là lúc đấy là lúc khó nhất. Và lúc hạ kiệu xuống khi mà về đến sân đình là lúc khó khăn nhất. Tại vì lúc đấy nó có một cái sức mạnh như kiểu là vô hình nào đấy giữ cái kiệu nó tự nó quay, và mình chỉ làm thế nào để đỡ cái kiệu và không cho nó đổ thôi. Còn cái độ quay của nó là tự nó quay, và lúc mình hạ xuống ở trong sân đình là mình dùng sức mình vít xuống nó cũng không xuống được. Nó rất cứng, thế nên là phải xô xong rồi là bao giờ quay đến lúc mà thánh muốn xuống thì mới xuống được. Kiệu có thể xoay và chạy bất cứ lúc nào trong quá trình rước. Chính vì vậy, những người tham gia rước phải có một thể lực tốt, một tâm thế tôn nghiêm để buổi lễ rước kiệu diễn ra được an toàn, suôn sẻ. Do là cái tâm linh nó nhập vào hay như thế nào đó thì là cái này còn phải tìm hiểu. Nhưng mà những lúc đó nó quay thì nó hầu như không kiểm soát được. Cho nên cái lực lượng dự phòng của mỗi cái đội Long Đình này, rồi ông thể sát, rồi công hộ kiệu. Như vậy mỗi một cái kiệu Long Đình mà quay này là phải tới 20 người để mà kiềm chế, để mà chấn chỉnh, để cho nó đỡ có những cái nó chạy lung tung hoặc nó như thế nào đấy. Hiện tượng kiệu bay được giải thích theo nhiều điển tích khác nhau. Nhưng dù giải thích theo cách nào thì tựu chung lại cũng là một nét văn hóa được truyền lại từ bao đời nay. Lễ hội truyền thống Đình Hòa Mục được diễn ra không chỉ đơn thuần phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị vô giá
về mặt văn hóa truyền thống của dân tộc.